Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Sixten. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Sixten cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Sixten Carbocystein Công dụng chỉ định Thuốc được chỉ định trong các rối loạn hô hấp được đặc trưng bởi sự tăng tiết chất nhầy quá mức hoặc tăng độ nhầy nhất như viêm phế quản cấp và mạn tính, giãn phế quản, viêm phế quản dạng hen và khí phế thủng. Đối với bệnh tai mũi họng, thuốc được chỉ định như một thuốc điều trị hỗ trợ trong viêm tai, viêm xoang, viêm mũi họng, chảy dịch ống tai và giảm sự tăng tiết trước khi phẫu thuật. Cách dùng. Thuốc dùng đường uống. Liều dùng. Người lớn, 15 ml, 3 lần một ngày. Trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, 5 ml, 3 lần một ngày. Trẻ em từ 2 đến 5 tuổi, mỗi lần uống 2,5 ml, ngày 3 đến 4 lần. Chống chỉ định. Không được dùng capbosistin cho bệnh nhân quá mẫn với capbosistin hoặc loét dạ dày tiến triển. Mặc dù không có bằng chứng nào chứng tỏ thuốc này có bất kỳ ảnh hưởng nào về vật lý hay hóa học đối với niêm mạc dạ dày, không thể loại trừ khả năng có sự thay đổi trên niêm mạc dạ dày. Chống chỉ định cho trẻ em dưới 2 tuổi. Lưu ý khi sử dụng. Bệnh nhân có tiền sử loét dạ dày nên được kiểm tra để loại trừ tình trạng loét đang tiến triển trước khi sử dụng capbosistin không khuyên dùng thuốc giảm ho đồng thời với carbocysteine. Nên thận trọng khi sử dụng siro vì thuốc chứa 5% cồn. Tác dụng phụ Hay gặp buồn nôn, nôn, rối loạn đường tiêu hóa. Hiếm gặp mẫn đỏ da, mề đay. Tương tác Trong các thử nghiệm ở người, không có một tương tác nào được ghi nhận khi dùng đồng thời với kháng sinh, sulfonamide, antihitamin hay corticosteroid. Trong các thử nghiệm trên động vật, không có một tương tác nào được ghi nhận khi dùng đồng thời với ipinefin, amphetamine, barbiturates hay reserpine. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Sixten, đồng thời biết cách sử dụng Sixten, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham